Anh đứng nhanh nữa. Đấy. Nhảy thôi. À, được. Xin chào mừng tất cả quý vị khán giả đến với chương trình Đồng Tài Nam Bắc. Yeah. Hôm nay chúng ta sẽ lại đến với một khách mời mà em đã mời đến chính. Chắc em mời đến hay ban tổ chức mời đến? Vâng, chị ấy là một MC, một nhà văn. Và chị ấy cũng góp một phần, gọi là một cái khoảng, gọi như nào nhỉ, gọi là góp một phần mặt của mình ấy trong bộ phim sắp tới, gọi là Ai Chết Giơ Tay của anh Huyền Lập. Em thích phim nó cực, em thích phim nó cực. Em thích. Vậy thì còn chần chờ gì nữa mà không mời chị ấy ra, chị Lưu Hà Chi. Vâng, hồi nãy ấy, trước khi mà chị vô ấy, em mời chị vô là bọn em có ngồi với nhau. Đó là xem mà cái lúc mà chị góp phần cái phần mặt của chị vào trong bộ phim của anh Huyền Lập ấy là chị đóng vai gì? Trời ơi, vai đó là quan trọng lắm luôn á. Cái diễn biến tâm lý là cũng phải rất là khủng khiếp. Em biết phim của anh Huyền Lập mà. Anh chưa tại em biết, em có xem. Cái dòng phim là kinh dị. Đúng rồi. Bây giờ chị thử diễn một đoạn 10 giây tại em biết. Ok, 10 giây nha. Ok, xin mời. Kính thưa quý vị, nhà máy Đông Nam phía Tây vừa có một nhà kho bị cháy. Và trong nhà kho đó có rất nhiều nạn nhân đã tử vong. Tin tức được cập nhật sau tin thời sự. Đó, cái bài đó 10 giây, hết 10 giây là hết, đi về. Cảnh cá C, thấy nguy hiểm chưa, tâm lý chưa? Là có 10 giây đây thôi ạ? Là đúng nghĩa 10 giây luôn. Là sau đấy mình còn cái gì nữa cơ? Không, ra đúng, vai MC mà. Kính thưa quý vị, tin tức thời sự ngày hôm nay, cái kho của Đông Nam bị cháy và không có ai thiệt hại mạng. Cảm ơn quý vị đã. Đúng 10 giây, đúng 10 giây luôn à. Nhưng mà chị đang chuẩn bị mở tiệc ăn mừng. À, tại sao? Bởi vì chị được lên phim điện ảnh. Hay quá. Bữa premiere thì em phải đi coi và ủng hộ chị. Vâng, và ngày hôm nay thì em mong là chúng ta sẽ có những phút giây thật tuyệt vời bên nhau. Xin mời mọi người về chỗ. Vicky, DJ chúng ta ngày hôm nay. Và ngày hôm nay Vicky sẽ cho các bạn thưởng thức một bài nhạc hạnh phúc nhé. Rất nhiều bài thật là vui vẻ nhé. Dạ. Ok, cảm ơn em. Và đó DJ của em đó. Dạ. Thì sẽ phát ngẫu hứng của ai á? DJ của chương trình, và đặc biệt là của một người á, là về một người. Ủa là Mon thích Việt Thi hả? Chị. Tại vì chị mới vô chị không có hiểu. Không, chị đừng nói, em không muốn chiến tranh. Trong nhóm này em thích ai? Trong nhóm này không có yêu đương chị ạ. Vậy không yêu đương được. Mấy đó chị quan tâm lắm. Thế cuối cùng em thích ai? Dạ. Chị ơi, đúng rồi. Đúng rồi. Chắc chắn là nhóm nhóm đúng không? Không có. Sao tự nhiên em đỏ mặt vậy? Chị siêu đoán đi. Chị siêu đoán đi. Thôi bây giờ tiếp là bây giờ mình vô nè. Vô vấn đề đi rồi thì bất công nữa. Rồi. Đấy, đó là DJ của chương trình sẽ phát 15 bài hát. Và chị sẽ có quyền đứng lên kia bấm chuông. Rồi. Nhưng mà phải sau hiệu lệnh của em hoặc DJ là 1, 2, 3 mới được lên. Và đây chính là ca khúc đầu tiên. Em nghĩ là bài này chắc mình thích nè. Yêu hay quan tâm anh và nhà anh bao điều. Mời chị Lưu Hà Trinh. Ai là người thương em? Chính xác. Bài hát tiếp theo là một bài hát cực kỳ nổi luôn, cực kỳ nổi luôn. Dạ. Cái này tôi biết. Yeah, đúng rồi. Ngồi xuống. Cái này cực kỳ nổi. Quên chưa? Rồi. Không biết luôn bài này, mà không biết á. 3, 2, 1. Bài này là bài Bao Giờ Lấy Chồng của chị Bích Phương ạ. Chúng ta sẽ đến với bài hát tiếp theo. Ok. Chị Trinh. Sao cái gì em không biết là em đẩy cho chị? Bài này chị bài có này, biết. Bài này là một bài hát của chị Bảo Thi. Bảo Thi. Ông này vừa mới lao Min nha mọi người. Min. Em gợi ý đi. Giống như là tự nhiên cái mình đang buồn á. Xong rồi cái mình vui. Tự nhiên vui. Ngộ nhận. Trời, đây là bài ngộ nhẫn. Yeah. Trời ơi, giỡn quá mọi người ơi. Ủa, đây là trò chơi đoán nhạc hay đoán ô chữ vậy? Em nghĩ là bài hát tiếp theo mình nên nhường cho khách mời. Bài hát nhường, trời lại một bài hát không, đây là bài hát cực kỳ quen thuộc với nhóm B336 rồi. Rồi. 3, 2,
1. Chỉ một lần xong đúng không? Bấm luôn, bấm luôn được không? 3, 2, 1. Ủa sao chị biết vậy? Chị là fan của em mà. Trời ơi! Nói một câu mình muốn nhường hết số chương trình còn lại luôn. Nói một câu mình muốn nói câu là không muốn chơi nữa. Bài không muốn chơi nhường hết luôn á. Ok, bài gì chị? Chỉ một lần xong. Chính xác. Em cũng tự tin. Xin mời DJ. Ok, bài hát tiếp theo. Bài hát này quen thuộc cực kỳ luôn. Cảnh ghi ra lại. Ngày 8 tháng 3 hôm nay. Cái bài gì đám cưới mà đúng không? Cái bài của Khay Trần. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Cái gì cưới mà. Đứng lên. Bài em nó hát hoài luôn á. Đúng không? Ok, đếm nha. Ngồi xuống. Bấm đi cái gì? 3, 2, 1. Cái gì? Xin mời cái gì? Dạ đây là bài Chuyện Tình Tôi. Nghe là biết liền á. Nghe là biết liền. Let's raise. You are. Hey, Katy Perry. Nè ngồi xuống nè, mình ngồi xuống nè, mình đừng có quá manh động, quá manh động. 3, 1. Bài gì nào? Ủa số sai. Bài gì nào? Đây là bài Trót Hôn. Yeah. Bài hát tiếp theo. Bé chưa đi chưa? Lên. Cố lên. Dễ chọn. Hay quá. Sát khỏe rồi. Xin mời bên nào. Bên này là bài Don't Wanna Cry. Yeah. Em nghĩ là bài này chị biết rồi. Tại vì bài này nó nổi tiếng khắp thế giới luôn. Ồ, khắp thế giới à? Happy New Year hay gì á? Happy New Year này. Trời ơi. Đây rồi. Quả cá đang xài. Cá đang xài. Ok, 3, 2, 1. Bài này là bài Gangnam Style. Chúng ta sẽ đến với bài hát tiếp theo. Nghĩ là bài này khó đó. Biết cái bài gì mà gái già với phi công nè. Anh nhìn kia đi. Cái bài gì mà phi công đúng không? Ừ, hình như vậy á chị. Đến nha. Là tụi em bốn chị cái này luôn đúng không? Hai. Không biết thiệt. Xin mời. Dương Lan Ngọc. Gái già tuyển phi công. Đánh rồi. Gái già lắm chiêu Austin. Đúng rồi. Tại có bạn chị đóng nên chị biết. Bài này nhóm mình đứng lên nhảy nha. Nhất ba, hai, một, vô. Rồi hôm nay luôn. Đây là bài. Hãy trân trọng cho anh. Mọi người bây giờ mình đứng dậy mình nói thôi, mình không cần phải làm cái đầu bài. Hãy chào cho anh. Yeah. Xin mời DJ. Mình sẽ đến với bài hát tiếp theo. Tìm anh cũng biết đâu mà. Không phải. Bỏ lại. Ba, hai, một. Nào. Vạn dặm đâu? Sao? Trời ơi. Đấy đáng luôn. Tam sinh tam thế thập lý đào hoa. Đây, nhớ thôi. Đúng rồi, bài đó. Hai, đúng rồi. Cái gì? Nó đó. Nhìn sao lần này nữa là không còn quyền nữa. Trời ơi. Mọi người ơi, bài hát này có tên là Một bước yêu vạn dặm la đào. I have apple. I have apple. Apple. 3, 2, 1. Xin mời Kira. Phải bài đó là đúng rồi và cái tên là quan trọng đó. Chính nó nè. Giờ đọc sao nghe vậy thôi. Đây là bài PPAP. Em biết PPAP là gì không? Pen Pie Apple Pen. Yeah. Bài hát tiếp theo. Shake it up. Ủa anh nói rồi, anh nói rồi đó. Em nhiều điểm luôn. Đó là bài Shake It Out. Ok, bài này nổi lắm nha, bài này nổi lắm nha. Bằng phận chắc luôn. Nên mình cùng nhau đi chơi. Nay là mình đi theo giấc mơ sớm mai gọi lời. Ba, ngồi xuống nào, mình ngồi xuống nè. Mình cho phép đây, ngồi xuống. 3, 2, 1. Hay quá kìa. Đây là bài. À, để mị nói cho mày nghe. Lát hồi tao quay ra vợ chồng ăn phủ. Chính xác.
Và đây chính là bài hát cuối cùng. Dạ. Rồi. Giờ đây là bài thắc mắc à? Yeah. Thắc mắc. Đặt gai. Vậy là đã xong vòng chơi thứ nhất.